Căn phòng nhỏ nhắn với hàng trăm những tạo hình con vật, linh vật đại hội thể thao, giải bóng đá hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Tất cả các tạo hình hay còn được gọi là những búp bê vỏ trứng từ trước tới nay đều được ông Tâm lưu giữ và trưng bày trong tủ kính. Tôi rất thích về cái quả bóng khi mà lăn trên sân cỏ. Thì ra hãy mà World Cup á là coi như là tượng trưng cho một cái môn bóng đá mà cái lượng số lượng người xem đó lẫn người ấy đó, rất là đông, có thể là nói là nhất thế giới đó. Thì ra là một cái dịp để tôi làm cái linh vật của World Cup. Thường thường qua những cái World Cup năm 2010 rồi 14 rồi năm nay là 18, tôi đều làm đủ những cái linh vật World Cup hết. Với niềm đam mê sáng tạo cùng những chiếc vỏ trứng và bản thân thì cũng rất yêu thích thể thao, ông Tâm đã có cho riêng mình một bộ sưu tập vô cùng độc đáo. Có lẽ trên thế giới chưa ai có được nhiều búp bê vỏ trứng tự làm như ông Tâm. Đặc biệt là khi World Cup 2018 đến gần, ông đã dành thời gian để mày mò tạo hình linh vật của ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh ở Nga. Linh vật biểu tượng của World Cup 2018, chú sói Sabi Vaka được ông Tâm làm bằng vỏ các loại trứng gà, trứng cút một cách khéo léo. Ngoài ra ông còn sử dụng thêm những vật liệu như mút, xốp, chì, ống nhựa để tạo chi tiết cho thêm phần bắt mắt. Với con linh vật của Zabivaka này đó, chó sói này đó, thì mất cái thời gian rất là lâu. Tại vì cái hình ảnh này rất là khó làm. Đó, tiêu tốn của tôi là khoảng hơn 10 giờ đồng hồ để mà làm một tác phẩm thôi. Ngay như cái trái banh cũng vậy nữa. Ngay như cái trái banh tầm thường này mà cũng phải mất ít nhất cũng là 3-4 giờ đồng hồ rồi. Năm 2010, ông được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất. Tấm bằng chứng nhận được ông trân trọng và treo trên tường nhà như niềm khích lệ tinh thần về niềm đam mê sáng tạo của mình. Cái hình tượng của cái linh vật mà của World Cup thì tức là nó tượng trưng cho cái sức khỏe. Mà khi chúng ta có được cái sức khỏe thì chúng ta sẽ ước mơ nhiều thứ lắm, hay không? Và cái chính cái này là khi tôi làm đó thì giống như là đây là một cái thú tiêu khiển nữa. Thì làm xong nó cảm thấy thoải mái giống như mình được xả stress vậy đó. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.